chào các bạn. Hôm qua thì Harry đã xong xuôi mini concert của Harry Galaxy of Love. Sau đó thì Harry đó đi liền ngay lập tức. Lúc mà trước khi diễn tập rehearsal xong, mình ở trong phòng chờ, mình cứ chờ rồi làm cái này làm cái kia, lo cái này lo cái kia, thì tự nhiên nghe một cái thông tin là ủa em ơi, ngày mai anh xin đi Thái Lan. Em có biết không, đi Thái Lan quay quảng cáo đó. Xong rồi thì Harry nghe xong cái là cái gì, quay quảng cáo hả, mấy giờ? Xong nghe nói là 6 giờ sáng là phải đi. Xong cái là Harry chụp liền. Có phải là mọi người nghĩ là để giữ chồng mình nghi, hay là mình mê chồng, mình đi theo chồng mày nọ, đúng không? Bây giờ đáp án của anh là gì? Đáp án của mình là... rất mê ăn Phật Thái. Rồi cái món dessert mà Harry cực kỳ yêu thích mà chỉ có đất nước Thái Lan mới có. Hôm nay cũng không biết là anh xin xong mấy giờ đâu, nhưng mà thật ra cái chuyện đó thì Harry không có quan tâm cho lắm. Mọi người nói Harry độc ác thì cũng chịu, giờ mình thích ăn sao giờ. Mấy ngày nay làm cái live show các bạn ơi, mình không có ăn uống được cái gì hết trơn á. Mình phải giảm cân để mình có thể mặc đồ và mình có thể đẹp. Và hôm nay thì được xả, cho nên hôm nay Harry sẽ ăn hết tất cả thế giới luôn nha các bạn. Thôi bây giờ thì mình ngủ chút xíu, sau đó thì mình sẽ đi chơi, đi ăn uống. Bye bye các bạn, bye bye. 2000 years later. Tôi buồn ngủ quá. Bây giờ là các bạn thấy không, 5:30 hơn. Trời ơi, mình ngủ tới giờ luôn á các bạn. Mới hôm qua xong show, buổi sáng sớm mình bay qua Thái Lan ngủ nguyên ngày tới giờ luôn, không tin luôn, chưa ăn một bữa nào hết. Ngủ trời ơi quá đi. Làm xin là cũng khoảng chừng 2-3 tiếng nữa là sắp xong rồi. Thôi bây giờ thì mình phải chuẩn bị thôi, rửa mặt, đánh răng. Đi thôi, ông này kia. Rồi, tới rồi. Ê, đây. Ô, bên kia hả? Hello chồng. Không biết gì hết trơn á chồng ơi. Chồng ổn không? Không ổn. Không ổn lắm mà. Ôi thương quá. Xin nói xin. Em cho anh nãy giờ đó. Anh biết điều đó không? Trời ơi, để đi ăn chung với anh. Sợ mất công ăn cái gì tạm không có nhỉ? Không phải là ngon khủng khiếp. Thì giờ sao đây? Trà trộn với em một ly kem còn gửi cho tôi nữa. Thì giờ sao đây? Anh hiểu không? Giờ sao đây? Bây giờ không có anh chẳng lẽ em nhịn ăn luôn. Yêu thương lắm. Chồng đi quảng cáo từ sáng tới tối, con vợ ở khách sạn ngủ sung sướng, đi ăn xong gửi hình cho ông chồng. Không có. Đã khiến chồng đói gã thay ruột lòi ra ngoài. Ai chà, anh biết sao không? Tại vì em đói. Anh phải vậy nè, anh phải hiểu cái chuyện này nè. Nếu em đói, em quạo anh, anh không vui, anh không hạnh phúc, thì vì hạnh phúc gia đình cho nên em mới ăn trước, anh hiểu không? Trời đất ơi, anh hiểu không? Biết gì hết trơn á. Nó nói mà nó không ngượng miệng. Trời ơi, tại sao cái tấm lòng hả? Anh phải suy nghĩ sâu sắc cái là anh biết là em nghĩ cái gì liền, anh nói chuyện gì. Em cũng biết buồn đấy. Anh hiểu chưa? Ừ. Anh hiểu không? Em biết buồn là anh biết rồi đó, em biết nhục. Em biết nhục. Không có đâu. Sao mệt không, thương quá à. Ê anh gì hôm nay, nhưng mà makeup hôm nay hơi bị ăn nha. Hôm nay hơi ăn đấy. Da tao đẹp. Ê anh xin, anh coi dạo này da anh rất là ok luôn. Nhìn qua bên kia. Ê xin, ui xin, sao mà ăn hồi vậy? Không có một cái gì mà cuộc muộn luôn á anh xin. Aqua Clinic đã mang tôi đến đây. Ê thực sự hơi bị xuất sắc nha. Không thiệt luôn.
Ui da. Da để bao nhiêu nữa. Cái crystal skin vẫn giờ nó hết mụn luôn. À, kêu không cái crystal skin hơi bị ghê. Cái đầu bên hàng cũng nhiều người chết lắm. Ôi anh ơi, giờ chúng ta đi ăn gì nè? Sum tầm. Các bạn ơi, chúng ta sẽ ăn sum tầm, cá tre, xôi sầu riêng hay là xôi măng cụt? À xoài. Phone.